Đồng ý. Với những pha tạc đỉnh từ Gwen kết hợp với Xương Lam bất bại thì cái khoảng trống để cho hai xạ thủ của Brion hoạt động sẽ bị hạn chế, và trong khoảng thời gian đó thì chắc chắn Zeus sẽ không lao vào một mình và vẫn còn sẽ có Faker. Đây là ván đấu thứ 3, cũng sẽ là ván đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay, phân định thắng bại giữa T1 và Fred Brion trong khuôn khổ của LCK mùa xuân năm 2022. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Worksport và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả bằng một like cho kênh livestream này và một sub cho kênh chính thức của LCK tiếng Việt. Giá van của Honor sẽ không nhanh như vậy, nhưng cái tình huống chạy thẳng từ sông ra thì bên phía Fred Brion hoàn toàn không biết nha. Rồi, bắt đầu đánh. Người được chọn liệu là Hannah hay Delay đây? Honor đang vào vị trí của mình, anh ta đang nhìn vào Hannah nhưng mà tốc biến về phía của Delay để làm chậm bắt đầu đánh thường. Combo hất tung lên và chiến công đầu đang chờ đợi T1. Đó thuộc về Honor, sau đó họ tấn công tiếp vào Hannah. Ti tới nhưng tôi nghĩ rằng pha này khó để anh ta có thể làm được điều gì. Vượt qua được con mắt đã đem lại cho họ lợi thế, nhưng lần này là Brion có mặt ở khu vực đường dưới. Ti chọn vào Gumasi, bắt buộc phải tốc biến để bỏ chạy. Anh ta vẫn còn hồi máu, cố gắng để câu giờ, vẫn bị hất tung và sẽ phải nằm xuống mạng dành cho Ti. Nhưng câu trả lời của Honor sẽ là như thế nào để Ti đang rất thấp máu, anh ta sẽ phải né rất xa combo kỳ kích của Honor trong khoảng thời gian đó. Hannah Delay bắn, Honor buộc phải lui về. Vừa rồi thì cái W của Delay cũng đã được sử dụng và đây là cái đèn xanh để cho T1 bắt đầu lao vào. Họ chắc chắn là chọn vào Hannah, combo thành công. Hannah nằm xuống, Kira tốc biến đi rất gọn gàng. Và tình huống nằm xuống này đến từ Hannah cũng nặng không kém gì tình huống nằm xuống trước đó thì không ai Yuxi cả, vì đó là một tình huống nằm xuống với đợt lính đầy vào trụ. Hơi khó chút xíu dành cho T1, nhưng họ đang gửi thông điệp rằng chúng tôi vẫn muốn di chuyển về. Faker còn khoảng chừng 40% lượng năng lượng, và bởi vì bộ đôi đường dưới của Brion không rời khỏi khu vực ăn. Nói thật vậy thì tại sao không ăn rồng luôn ta? Một cái gói hàng đã bị lãng phí từ bên phía của Fred Brion. Và thực ra theo tôi thì nếu như không xác định đánh nhau thì cũng không nên lấy gói hàng ở nhà làm gì, nó vẫn còn ở đó thôi. Mayushi đang là người đơn độc khu đường dưới, anh ta bị gây sức ép và không dám bước lên để đón lính. Những gì tôi đang thấy thì đây sẽ là một con Varus sát lực chứ không phải là Varus tốc độ đánh. Thì không biết là Lava anh ta sẽ hướng đến một Corki theo dạng cấu diển luôn để cấu diển chung, hay là anh ta sẽ muốn lên một Corki theo dạng chí mạng. Như với lượng trang bị hiện tại, khả năng cao là anh ta sẽ lên Corki theo dạng là bão tố Luden. Bên phía của Fred Brion lại đang đánh quá chắc và cơ hội dành cho bên phía T1 để tấn công gần như không có. Một pha combo bà máu nhẹ nhàng của Morgan còn ở đường dưới thì pha tốc biến của Hannah đã ép Guma cũng phải tốc biến. Đổi này thì coi như là hòa, nhưng Honor đang tới và Hannah đang bị giữ chân lại bởi trọng trường, người ta bị hất tung lên đại địa chấn sẵn sàng. Sát thương dứt điểm vừa kịp và đó là Keria. Faker quyết định bung thẳng chiêu cuối lần nữa để lao vào giữ chân Ti, lại sát thương người ta rất nhiều, bắt buộc Ti phải tốc biến bỏ chạy. Đây là một tình huống mà bên phía của Tiêu Anh có thể lấy được trụ. Bây giờ thì rồng hiện ra một lần nữa và Lava đang cầm gói hàng. Bên phía của T1 sẽ thiếu rất nhiều chiêu cuối nha. Họ đang thiếu 4 chiêu cuối và đang di chuyển ra. Lava đang ở một cái góc mà anh ta có thể dùng cái gói hàng của mình để đâm thẳng vào đường đối phương. Anh ta đang nhìn vào Faker nhưng Zed từ phía sau lao tới. Delay mất rất nhiều máu, Faker tốc biến bỏ chạy, còn một chấm máu bị dứt điểm với Lava. Zed vẫn đang đuổi theo Lava, cắt liên tục. Hannah có mặt ở đây để che chở cho Lava lùi về phía bên này. Morgan cũng đang chạy, Ti đã phải nằm xuống. Tình huống này thì T1 đã cướp được con rồng. Họ cướp được rồng và có một tình huống đổi mạng lời hơn so với đối phương. Faker đã phải nằm xuống trước sát thương đến từ gói hàng. Đó thực sự là một lượng sát thương đốt rất khó chịu. Thùng rượu nổ, Morgan tạm thời hóa giải được pha tấn công đến từ bên phía T1, nhưng đợt lính sau đang tiếp cận. Và liệu rằng Hannah và Morgan có giữ được trụ hay không? Còn đường dưới, họ chắc chắn sẽ mất trụ. Đó là cóp dịch chuyển rất khó chịu đến từ Zed. Không ai kiểm soát được cú dịch chuyển đến từ đường trên phía T1 cả. Anh ta đã đáp được phía sau đầy bên phía của Fred Brion. Và bên phía của Fred Brion tạm thời vẫn đang cố gắng phòng thủ, nhưng với góc di chuyển ra sứ giả bị hạn hẹp đi vì mất đi trụ một đường giữa thì Fabrion đã bắt buộc phải buông bỏ thêm một con sứ giả nữa. Ván đấu này thì T1 đánh có vẻ như chắc chắn hơn so với những ván đấu trước, và nó bắt đầu tạo được lợi thế. Con sứ giả này không cần phải được thả vào cái trụ một đường giữa này mà nó có thể được dùng cho một cái trụ khác. Yếu. Bởi vì lượng máu của cái trụ này cũng không còn bao nhiêu cả, và Gumasi đang cầm thiên lý thì là một cái súng rất là tốt để anh ta có thể lấy trụ một cách an toàn. Morgan cũng lấy được trụ ở khu vực đường dưới, nhưng rất nhiều khả năng anh ta sẽ phải có mặt ở đường trên bởi vì Tiêu Anh sẵn sàng thả sứ giả luôn. Không cần sứ giả cho cái trụ một này, Honor cắm cờ đã lấy tầm nhìn trong bụi cỏ chặt ba, mà Faker cùng với đợt lĩnh sẽ đảm nhận vai trò đem về cái trụ thứ ba cho Tiêu Anh ở trong ván đấu thứ ba, ván đấu quyết định. Nhưng đây là thời điểm mà rồng chuẩn bị ra, tức là bên phía Fabian xác định rằng đây là con rồng thứ ba của ván đấu.
họ sẽ bỏ con rồng này. Nhưng T1 đã ngay lập tức di chuyển vào và chám vào trụ đường giữa. Đây là 4 thành viên T1, thậm chí nếu tính Faker đi ra là 5. Morgan vẫn đang phá trụ và sứ giả sẽ hút được một cái. Chưa có ai bên phía của T1 tiến vào được cả. Zed quyết định kích xương lam bất bại và lao vào phá trụ. Người đang bị giữ chân mất rất nhiều máu lực của MLG và ta kích cung phong linh để chạy pha tiến vào đến từ bên phía của Umti. Nhưng mà Honor đã combo thành công. Morgan từ phía bên cánh và ta tìm được Guma nhưng đối phương tốc biến rất nhanh. Morgan bị giữ chân lại, ta vẫn đẩy được chiêu cuối và pha lao vào đến từ Lava. Bắn được vào Guma hay không? Vẫn chưa. Lava bị hóa cốc và bị hất tung lên nhưng vẫn là đủ sát thương đến từ bên phía của Tiêu Anh để dứt điểm anh ta rất nhanh. Zed vẫn đang cắt phía sau, Delay đang phải bỏ chạy, Umti cũng đang phải chạy. Và bằng một cách nào đó Tiêu Anh một chấm máu rất nhiều người và họ chưa mất ai cả. Faker bắt được Delay. Và đó là 4 điểm hạ gục dành cho bên phía của T1. Một pha tranh ở đẳng cấp cực kỳ cao đến từ bên phía của T1 và Umti đỡ rằng anh ta không có trừng phạt. Umti làm cái gì ở đây? Một pha giao tranh vô cùng khủng khiếp đến từ bên phía của T1 và từng thành viên một của họ yếu máu. Không ai nằm xuống cả. Một lần nữa Lava đang cầm gói hàng. Lần này thì hai bên sẽ triển khai 5 năm ở khu vực hang rồng. Vừa rồi thì Hana đã mất đi sở thích của mình mà không làm được gì cả. Chỉ là một pha lách nhẹ đến từ bên phía của Tiêu Anh mà thôi. Ui, hãy nhìn cái lượng giáp mà Gumayoshi đang có. Khi mà anh ta đi chung với lại Kera kết hợp với cả huyết kiếm nữa. Cấp tốc, Lava là người đang bị giữ chân lại, họ muốn ép gói hàng. Và đó là pha ép gói hàng thành công, lấy luôn được mạng đối phương. Faker tốc biến đi, không nằm ở trong thời gian gói hàng đó. Phía bên này Zed đang cắt vào đường của Morgan. Morgan không làm gì được gì cả, anh ta chỉ có thể chạy mà thôi. Pha này thì Honor chặn đường đối phương, combo hai người về phía đồng đội của mình. Anh ta còn một chấm máu đã phải nằm xuống nhưng cái giá phải trả là Morgan cũng phải đi luôn. Faker vẫn còn chiêu cuối nhưng họ không còn dừng. Thì xem bên phía T1, họ vẫn có đủ sức ép để ép lùi đối phương ra khỏi con rồng này. Đó vẫn sẽ là rồng nguyên tố tiếp theo của bàn đấu thuộc về bên phía của T1 mà thôi. Không còn công cụ nào để bên phía của Fabrion có thể tranh chấp nó ở trong tình huống này nữa. Rất khó chịu với con Corki này. Như vậy là Brion gửi thông điệp là nếu như các bạn ăn rồng, chúng tôi sẽ ăn Baron và chúng tôi có hai nguồn sát thương rất lớn vào Baron là Corki và Varus. Gói hàng đang được Lava cầm để đe dọa. Baron đã bắt đầu được mở. Honor vẫn đang cố gắng đánh vài phát vào bãi chim. Di chuyển vào bụi, phá thấu kính của đối phương. Zed ở cánh trên, Kera cũng đang khá là thấp máu. Kích tốc độ, Morgan sẽ chọn mục tiêu của mình. Guma đã quyết định phải dùng cung phong linh để lướt đi. Kera cũng tương tự như vậy là phát lửa và Big Bomb dứt điểm luôn. Lava lao lên dứt điểm với cơ đề không để pha lao vào của Honor khá đẹp và Guma sẽ tung chiêu cuối từ phía bên ngoài. Anh ta bị Morgan ngăn chặn đẩy ra. Faker tung chiêu cuối và quyết định rằng sẽ đợi một chút xíu để có thể lao vào. Anh ta đang khá thấp máu nhưng Zed thì cực kỳ khỏe với pha càng vào của mình. Phía bên này Umti đánh Honor không có nhiều sát thương lắm. Súng thiên lý kích hoạt và combo không thành công. Honor anh ta là người bị hất tung lên nhưng vẫn có thể lui về được. Sự hỗ trợ của Guma đem về điểm hạ gục dành cho anh ta và Morgan bị kẹt trong hang Baron đang kiếm đường để chạy. Không có Morgan ở đây. Hay nói chính xác hơn là không có Umti ở đây thì không có gì đe dọa bên phía Tiêu Anh Baron cả. Một tình huống bắn Big Bomb rất đau đến từ Lava và lấy về lợi thế về người cho bên phía của Fabrion nhưng họ lại bị hừng quá rồi. Họ đã quên rằng Aphelios của Gumayusi đang cầm cái gì trong người trong tình huống vừa rồi. Điều kiện để họ có thể tiến đến với chiến thắng thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay. Cũng là chiến thắng thứ hai cho họ trên bảng xếp hạng nhưng bên phía Fabrion đang muốn chống trả. Họ vừa tổ chức một pha tốc hành lên để tìm kiếm Zed nhưng không được. Zed vẫn rút lui được và vừa rồi là những cái ưu súng. Hey, súng của Guma đã bắn lan sang người Henna và thấy Henna xít xỉu. Đó là cái tia từ hỏa ngục thì phải. Nó nói chung là một cái Aphelios và vị tướng bạn có thể gây sát thương thuộc tầm rất là xa. Đường giữa thì Morgan vẫn đang nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn chặn Zed và anh ta đang có đồng đội là Umti. Hất được Zed về, ba người cùng đánh. Zed đang cầu rất là nhiều thời gian, anh ta có khả năng hồi phục quá là nhiều. Không có giảm hồi máu rồi. Không có giảm hồi máu rồi thì làm sao ngăn chặn con Gwen này. Chịu. Một chấp ba nhưng mà nó lại tăng máu liên tục. Anh ta coi đối phương như cái mẹ đá cổ vậy. Là bóc không vào máu nổi vào cái sức lam không à. Pha bắn thiên lý đó mà trúng thì chắc là Umti cũng đi thẳng về nhà luôn rồi. Nhưng mà dù gì thì anh ta cũng đi thẳng về nhà khi mà Guma vừa rồi kích hoạt cái kỹ năng của mình. Rồi tiến thẳng vào khu vực đường trên. Trụ không còn nữa. Đây là chỉ còn là vấn đề thời gian để cho T1 dứt điểm cặp BO3 này với tỷ số 2-1. Mua thêm cả đó là dược phẩm và chạy thẳng ra dòng ngàn tuổi. Nhưng mà dòng ngàn tuổi còn tới 40 giây. Tức là không phải là để đánh Baron. Gói hàng này là để đánh dòng ngàn tuổi. Nhưng tôi chỉ sợ là đi ra rồng đánh nhau rồi tự nhiên Zed dịch chuyển phá nhà thì nó cũng thế.
Căn cứ của Rion cũng... Ui, Lava sẽ là người được chọn. Toàn bộ đội hình của Tiêu Anh đang tràn tới. Guma kích thẳng phong linh và khiến cho Lava phải dùng hai cái W của mình để chạy. Và thôi xong, hết rồi, dịch. Không cần rồng ngàn tuổi, Tiêu Anh nói rằng Baron là đã đủ rồi. Họ sẽ tiến vào cái căn cứ như sân bay của Rion để tìm kiếm thắng lợi thứ hai của mình ở tại LCK mùa xuân năm 2022. Ánh trăng lạc lối của Guma là phát côn về. Koki đã hết gói hàng rồi mà ta. Còn rồng ngắn tuổi nữa ta. Chắc thật sự, đánh kỹ thật sự. Ừ, tôi cũng không nghĩ rằng là cần con rồng ngàn tuổi này mà thôi. Thêm 1-2 phút nữa đằng nào cũng đã đánh. Đằng nào cũng đã đánh hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì thêm 1-2 phút không khác gì cả. Họ từ từ vào để lấy thêm 2 mega nữa vừa hồi lại. Đó là đường giữa, cậu với đường dưới. Hena lại hụt combo vào nơi lại có cú combo rất đẹp. Tan vỡ hoàn toàn. Một tình huống combo nhanh như máy điện của bên phía T1 với Honor và Faker. Hai người gần như là làm hết, quét sạch cho T1 và họ đã dứt điểm được cặp đấu đầy khó khăn với Brion với tỷ số là 2-1. Lại là một ván thi đấu hơn 40 phút nữa và cuối cùng thì T1 cũng đã có được chiến thắng một cách hết sức chặt chẽ, một cách hết sức củ chắc của mình.